quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Trong chương trình ngày hôm nay, 23 tháng 3, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Việt Nam thuộc nhóm 3 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Đúng, Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay, 24 tháng 3. Đây là một mục tiêu rất tham vọng, nhưng hết sức có ý nghĩa vì cứu sống hàng chục ngàn người dân Việt Nam mỗi năm. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2025 có trên 300 doanh nghiệp công nghệ số. Trong phần tiêu điểm 60 cộng sẽ phản ánh những bất cập trong việc dẹp xe lôi tự chế gắn với buôn bán hàng rong tại thành phố Vũng Tàu. Mở đầu chương trình 60 cộng hôm nay là những thông tin trong lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 này, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 32,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 3 của Việt Nam đạt 16,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu 15,5 tỷ đô la Mỹ hàng hóa, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Việt Nam xuất siêu 1,1 tỷ đô la Mỹ hàng hóa trong nửa đầu tháng này. Tính lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 15 tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 145,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với mức 123 tỷ đô la Mỹ ghi nhận cùng kỳ năm trước. Từ 1 tỷ đô la Mỹ năm 1999 đến nay, Việt Nam đã đạt quy mô xuất khẩu 11 tỷ đô la Mỹ cùng với Trung Quốc, Na Uy trong nhóm 3 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu tới gần 170 thị trường, bao gồm những thị trường lớn và khó tính nhất như EU, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Anh. Kim ngạch xuất khẩu đứng trong top 10 ngành hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước. Bên cạnh đó, ngành thủy sản cũng đã thúc đẩy và tạo việc làm sinh kế cho hơn 4 triệu lao động trực tiếp là nông dân nuôi trồng thủy sản và ngư dân khai thác biển. Thưa quý vị, theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, mặc dù nền kinh tế thế giới đã phục hồi nhưng chưa ổn định, vận tải biển vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nguồn hàng vận tải giảm, chi phí đầu vào tăng cao. Tại hội nghị đối thoại giữa Bộ Giao thông Vận tải với gần 200 doanh nghiệp hàng hải và đường thủy nội địa diễn ra ngày 22 tháng 3, các doanh nghiệp vận tải logistics đề xuất xem xét miễn giảm thuế cho doanh nghiệp hàng hải, đường thủy nội địa, thực hiện cơ chế bốc dỡ hàng hóa, vùng neo đậu, lai giác tàu nhằm bảo đảm cho quá trình vận tải đường thủy. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đề nghị nhà nước ưu tiên tín dụng phù hợp cho các doanh nghiệp đầu tư phương tiện tàu, tàu container. Trong số 5,9 triệu tấn carbon còn dư, Bộ Nông nghiệp muốn chuyển nhượng 1 triệu tấn cho Ngân hàng Thế giới, số còn lại đấu giá thông qua sàn giao dịch quốc tế. Bởi thời điểm này, Việt Nam khó tìm đối tác để trao đổi thương mại khi mảng này còn khá mới. Thông tin trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình triển khai thỏa thuận chia trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ và đề xuất chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư giai đoạn 2018-2019. Tín chỉ carbon là chứng nhận để giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải lượng khí nhà kính, cụ thể là khí CO2. Liên quan đến việc bán tín chỉ carbon, thời gian qua Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh từ Ngân hàng Thế giới WB do hạn chế được mất rừng, suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Tiếp theo là những thông tin y tế, giáo dục. Đúng, Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay, 24 tháng 3. Chủ đề năm nay như một lời cam kết của Việt Nam cùng với thế giới chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Đây là một mục tiêu rất tham vọng nhưng hết sức có ý nghĩa vì cứu sống hàng chục ngàn người dân Việt Nam mỗi năm. Theo số liệu của Bộ Y tế, năm 2023, ước Việt Nam có thêm 172.000 người mắc lao và khoảng 13.000 người tử vong do lao, cao hơn số người tử vong vì tai nạn giao thông. Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Phổi Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động phát hiện chủ động tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn và một số bệnh hô hấp tại cộng đồng và cơ sở y tế, tăng cường vai trò của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh nhằm chuẩn hóa và đồng bộ hoạt động phát hiện chủ động và tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn.
và các bệnh hô hấp trên toàn quốc, phát huy tối đa vai trò của hệ thống y tế nói chung và y tế cơ sở nói riêng trong công tác phòng chống lao. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6 năm 2024. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 26 tháng 6, các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngày 27, 28 tổ chức coi thi và dự phòng ngày 29 tháng 6. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2024. Sau đó các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cho tất cả các địa phương. Chuyển sang thông tin ghi nhận về Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 689 phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2024. Theo kế hoạch, diện tích nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2024 bình quân đạt 30,32 m2 trên một người. Trong đó, tại khu vực đô thị là 30,8 m2 trên một người, nông thôn 29,62 m2 trên một người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 trên một người. Năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu không để phát sinh nhà ở đơn sơ tại khu vực đô thị. Nhà ở phát triển mới phải đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn gắn với các dự án phát triển đô thị, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số, thiết kế mở rộng không gian tiện nghi chức năng của căn nhà theo hướng phát triển không gian xanh, bền vững, phát thải thấp. Đồng thời nâng cao chất lượng nhà ở hiện hữu thông qua thúc đẩy áp dụng thực hiện quy chuẩn tiêu chuẩn quy hoạch khi cải tạo và xây dựng lại đối với nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình và cải tạo xây dựng lại nhà chung cư theo dự án đồng bộ hiện đại. Dự kiến trong năm 2024, toàn tỉnh phát triển khoảng 1,6 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 13.110 căn. Trong đó, diện tích sàn nhà ở thương mại, khu đô thị hoàn thành 380.966 m2, tương đương khoảng 2.003 căn. Diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành 17.735 m2, tương đương khoảng 210 căn. Diện tích sàn nhà ở tái định cư hoàn thành 195.015 m2, tương đương khoảng 1.939 căn. Diện tích sàn nhà ở hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 1.009.018 m2, tương đương khoảng 8.958 căn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch 63 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Triển khai kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, tiếp cận sử dụng các sản phẩm công nghệ số do Việt Nam sản xuất. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh có 300 doanh nghiệp công nghệ số và đến năm 2030 có ít nhất 400 doanh nghiệp. Trong đó, khoảng 50-80 doanh nghiệp có đủ năng lực phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và cung cấp giải pháp nền tảng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng đạt trên 50-70%. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển hạ tầng số, phát triển sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam, phát triển nhân lực công nghệ số, phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp số tại địa phương. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn về thủ tục đăng ký cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng cho 45 cán bộ phụ trách công tác cai nghiện ma túy thuộc công an các xã thị trấn và cán bộ y tế tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Tham gia tập huấn, các cán bộ phụ trách công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Đất Đỏ được báo cáo viên Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Việc tổ chức thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng tại các đơn vị được đặt hàng giao nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 116 năm 2021 của Chính phủ và hướng dẫn biểu mẫu trong quy trình cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng. Chiều ngày 22 tháng 3, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thị trấn Đất Đỏ,
Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức khen thưởng cho 25 hộ dân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án công viên tượng đài, nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Dự án công viên tượng đài nhà lưu niệm Võ Thị Sáu có 50 hộ dân, 8 tổ chức có đất bị thu hồi thực hiện dự án, với tổng diện tích hơn 18.000 m², trong đó đất nhà nước không bồi thường hơn 9.870 m², đất tổ chức không bồi thường hơn 669 m² và đất dân bồi thường hơn 7.470 m². Qua công tác tuyên truyền vận động, đến nay đã có 3 tổ chức, 27 hộ dân đồng ý với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và nhận tiền đền bù với diện tích hơn 4.000 m², tổng số tiền đền bù 75 tỷ đồng. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã gửi lời cảm ơn và biểu dương 25 hộ đầu tiên ủng hộ việc triển khai dự án. Lãnh đạo huyện mong muốn các hộ này sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần này đến các hộ tiếp theo, góp phần quan trọng để dự án triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Được biết, ngay sau khi các hộ dân ký hoàn tất hồ sơ nhận tiền đền bù, huyện Đất Đỏ đã phối hợp với các ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của các hộ dân. Theo là các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, huyện Đoàn Xuyên Mộc vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Tại buổi họp mặt, đại biểu cùng ôn lại hành trình thành lập, phát triển và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những hoạt động nổi bật của đoàn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Phát huy truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tinh thần cách mạng của quê hương Xuyên Mộc, những năm qua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện nhà đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là các phong trào tuổi trẻ Xuyên Mộc chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên huyện có nhiều hoạt động công trình, phần việc, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số, góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của huyện nhà. Dịp này, có 20 cá nhân có những thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực được huyện đoàn Xuyên Mộc tuyên dương khen thưởng. Huyện đoàn Đất Đỏ vừa tổ chức hội thi phụ trách sao giỏi, sao nhi đồng, chăm ngoan năm học 2023-2024. Tham gia dự thi có 200 thí sinh đến từ liên đội các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Trong phần thi phụ trách sao bản lĩnh, các thí sinh điều hành một buổi sinh hoạt sao cùng với các em trong sao nhi đồng, chăm ngoan của liên đội theo chủ điểm. Còn tại phần thi phụ trách sao tài năng, các thí sinh trình bày một phần thi dựa trên năng khiếu của bản thân như khoảng trò, kể chuyện, hát, múa, nhảy. Kết thúc hai phần thi, ban tổ chức trao giải nhất cho liên đội trường tiểu học Phước Hải 1, giải nhì thuộc về liên đội trường tiểu học Phước Hải 3, trường tiểu học Võ Thị Sáu và Nguyễn Thị Hoa đồng giải 3. Đoàn viên thanh niên cùng lực lượng công an quân sự xã Tam Phước, huyện Long Điền đã tổ chức dọn vệ sinh trước và trong khuôn viên mộ Bà Rịa, trước thềm diễn ra lễ giỗ Bà Rịa năm 2024. Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ địa phương nhằm tri ân tưởng nhớ bà Nguyễn Thị Rịa, người mà theo tương truyền có công lớn trong quá trình khai phá vùng đất Long Điền Xuyên Mộc từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Bà Rịa còn là người có công lớn trong việc huy động nhân dân sửa chữa đường xá, cầu cống, giúp đoàn quân Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp nam tiến của nhà Nguyễn. Mộ Bà Rịa hiện tọa lạc tại ấp Phước Lăng, xã Tam Phước. Lễ giỗ Bà Rịa được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 âm lịch hàng năm. Theo dương lịch năm 2024, lễ giỗ Bà Rịa diễn ra vào ngày 29 tháng 3. Chương trình 60 cộng tiếp tục với những thông tin vắn ghi nhận trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Hội Cựu chiến binh phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Long Toàn đã vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 9 hội viên vay 303 triệu đồng, xây dựng chân quỹ, quỹ xoay vòng không tính lãi gần 170 triệu đồng để hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, hội còn tổ chức triển khai nhiều hoạt động xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Các đại biểu đã thảo luận thông qua phương hướng nội dung phong trào thi đua giai đoạn 2024-2029 với các chỉ tiêu: 100% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, hội cựu chiến binh phường đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, xây dựng chân quỹ hội viên bình quân đạt 1,1 triệu đồng một hội viên,
không có hộ gia đình hội viên tái nghèo. Tại công viên Lê Thành Duy, Ủy ban Nhân dân phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, hưởng ứng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Bà Rịa. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục quan tâm củng cố và phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục thể thao tại các khu phố, trường học nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao địa phương ngày càng phát triển. Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng phường Long Hương, Ủy ban Nhân dân phường cũng phát động tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Đây là sự kiện thể thao quần chúng được phường tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm, gắn với chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3, nhằm động viên khích lệ nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ đạo. Sau lễ phát động, các đại biểu và học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã tham gia nội dung chạy đồng hành, hưởng ứng với cự ly 1 km. Thưa quý vị, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, xứng với danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN, thời gian qua, thành phố Vũng Tàu kiên quyết dẹp nạn bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Thực hiện chủ trương này, nhiều lực lượng từ công an phường cho đến công an thành phố được huy động để triển khai. Tuy nhiên, do người buôn bán hàng rong, đa phần từ nơi khác đến, dù bị phạt tịch thu phương tiện hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không đổi việc, dẫn đến nhiệm vụ này gần như làm không xuể. Chợ Phước Thắng, phường 12, vào buổi chiều tấp nập cảnh bán mua. Một phương tiện xe lôi tự chế bán rong bị phát hiện vi phạm. Chủ phương tiện bị lực lượng chức năng yêu cầu dỡ hàng để làm thủ tục tịch thu phương tiện. Qua phân trần, chủ phương tiện và người thân cho biết đã bị phạt về hành vi này 11 lần nên mong được bỏ qua lần này. Mười một chiếc hay là 100 chiếc gì cũng vậy hết, vi phạm mấy cái này là xử lý, đã kiên quyết rồi đó, tuyên truyền rồi, anh bị tới 11 lần mà không lại gì nữa. Người ta đã chống nó bị phạt có 11 lần rồi mà còn vi phạm được nữa thì chịu luôn rồi đó. Giờ nó bà con thì cái nhà mướn nó biết làm nghề gì, giờ có cái nghề buôn bán thôi. Trên tuyến đường 2 tháng 9, lực lượng chức năng cũng phát hiện một trường hợp vi phạm. Đáng nói là trường hợp này vừa bị thu gom cả xe máy và xe lôi tự chế cách đây vài ngày. Ngay sau đó, người đàn ông này lập tức mua một chiếc xe gắn máy không có giấy tờ với giá 500.000 đồng và đóng lại một phương tiện lôi tự chế với giá 6.500.000 đồng để tiếp tục việc bán rong. Hôm qua vườn nhà chị vừa bắt lập biên bản cho một cái thu cho một cái xe này rồi. Giờ này mà mới hôm phút kia thôi. Giờ này em cũng nói chung là cũng sơ cao đấy, giờ em xin các bác nói thật là em mới bị hôm kia bắt thu cả một cặp, mới đóng mới 2 ngày này. Thế mà giờ mà bắt em cái nơi thì nói thật cuộc sống nó khó khăn, thật là quá khó khăn. Đã em bắt bỏ được chứ giờ xe này ba xe kéo này xe cù lui này đi kéo ba đồ tàu lao đấy chứ. Khi bị thu giữ phương tiện, những người bán rong đều phân trần chuyện thuê mặt bằng buôn bán với giá khoảng 7-8 triệu đồng một tháng nên không có tiền đóng, phải đi bán rong. Tuy nhiên các phương tiện bị bắt giữ đều có giá trị tương đương và với việc liên tục bị tịch thu phương tiện như vậy thì rõ ràng số tiền này đã hơn hẳn tiền thuê mặt bằng kinh doanh. Vì vậy lý do này của những người buôn bán hàng rong không hoàn toàn đúng, mà nguyên do chính để họ cố níu kéo việc buôn bán rong là vì có thể dừng đậu phương tiện linh hoạt tại những khu vực đông người, dễ tiếp cận người mua nên dễ bán. Và để có thu nhập cao, họ chấp nhận đánh đổi với việc may rủi bị xử phạt tịch thu phương tiện. Thì bán cái này bị phạt thì tiền đâu mà đóng phạt, đâu bằng tiền mặt bằng đâu. Dạ. Phạt lần 2 triệu rưỡi. Dạ. Chung là bọn em khổ quá mới làm cái nghề này. Thực tế ghi nhận của phóng viên thời sự thời gian qua cho thấy, việc tuyên truyền đối với người bán hàng rong hầu như không mấy tác dụng. Cũng tương tự như vậy, các phương tiện xe kéo ba bánh dù phạt tiền và tịch thu phương tiện nhưng vẫn không thể dẹp được vi phạm này. Mới mua lại ra đây cỡ chừng mấy tháng rồi, đợt trước em mất cái xe của em đi kéo với ba gác, này mua lại hết ba mấy triệu, 36 triệu chỉ mất luôn rồi đó.
giờ hàng còn không đi được nữa. Nguyên nhân chính của nạn buôn bán hàng rong tồn tại kéo dài phần nhiều xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, cả ở người buôn bán lẫn người mua, chỉ vì sự thuận tiện, vì thói quen mua bán mà dừng đổ trên đường để mua hàng, đã vô tình tiếp tay cho những người buôn bán hàng rong có cơ hội duy trì việc buôn bán sai quy định. Thế nên chuyên đề dẹp xe tự chế bán rong dù được lực lượng chức năng triển khai liên tục nhiều năm nay, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thể dứt điểm. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông của thành phố, trong khi Vũng Tàu đang nỗ lực xây dựng một hình ảnh đô thị sạch, đẹp, văn minh. Thưa quý vị, mọi người không thể biện minh cho việc mưu sinh mà vi phạm pháp luật. Do đó, khi công tác tuyên truyền đã diễn ra nhiều năm, không còn hiệu quả, thì việc xử lý nghiêm là giải pháp bắt buộc của ngành chức năng. Tuy nhiên, để việc dẹp vấn nạn buôn bán hàng rong không chỉ đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương, mà còn ở chính người dân. Chỉ khi nào mọi người nâng cao ý thức mua bán đúng nơi, đúng chỗ, không tùy tiện dừng đổ trên đường giao thông, vỉa hè, lòng đường để mua bán, thì hàng rong sẽ không còn đất sống. Những chiếc xe lôi tự chế với đầy những mối hiểm nguy về an toàn giao thông lẫn mỹ quan đô thị cũng không còn xuất hiện trên đường phố. Tiêu điểm phản ánh những bất cập trong việc dẹp xe lôi tự chế gắn với buôn bán hàng rong đã khép lại chương trình 60 cộng hôm nay của kênh truyền hình BRT. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin chương trình thời sự tiếp theo.